Lê Vi Ký chương 22. Chúa phán dạy Môi-se, con căn đoạn A-rôn và các con trai người phải coi trọng các lễ vật thánh người Israel đem dâng cho ta để họ không xúc phạm đến danh thánh ta. Ta là Chúa. Con nói với họ rằng, con cháu các ngươi thuộc mọi thế hệ trong tương lai, nếu có ai đang bị ô uế mà đến gần các của lễ thánh do người Israel dâng hiến cho Chúa thì phải khai trừ khỏi sự hiện diện của ta. Ta là Chúa. Trong con cháu A-rôn, nếu có ai mắc bệnh phung hay cơ thể xuất chất dơ, người đó không được ăn của lễ thánh cho đến khi được tinh sạch. Nếu có ai đụng đến vật gì đã bị xác chết hay bị người xuất tinh làm ô uế, hay nếu đụng đến một loài bò sát hay đụng đến một người bị ô uế, về bất cứ lý do gì người ấy bị ô uế, người bị ô uế vì một trong các trường hợp này sẽ bị ô uế đến tối, người ấy không được phép ăn của lễ thánh nếu chưa tắm trong nước. Sau khi mặt trời lặn, người ấy sẽ được sạch, rồi sau đó được phép ăn các của lễ thánh là thực phẩm cho mình. Con cháu A-rôn không được ăn thịt thú vật chết tự nhiên hay bị thú rừng cắn xé để khỏi bị ô uế. Ta là Chúa. Các thầy tế lễ phải làm theo những điều ta dạy bảo để không mang tội và không chết vì khinh lờn mạng lệnh ta. Ta là Chúa. Đấng thánh hóa họ. Người thuộc về gia đình thầy tế lễ không được phép ăn của lễ thánh. Khách đến thăm thầy tế lễ hay người làm công cũng không được phép ăn. Nhưng nếu thầy tế lễ lấy tiền mua một nô lệ, hay nếu nô lệ sinh trong nhà thầy tế lễ, người ấy có phép ăn thực phẩm của thầy tế lễ. Con gái của thầy tế lễ lấy chồng không phải là thầy tế lễ sẽ không được ăn lễ vật thánh. Nhưng nếu người này khi trở thành một quá phụ hay đàn bà ly dị không con, trở về sống trong nhà cha như lúc còn nhỏ, người này được phép ăn thức ăn của cha mình. Tuy nhiên, không một ai ngoài gia đình thầy tế lễ được phép ăn. Nếu ai vì vô tình lỡ ăn lễ vật thánh, người ấy phải bồi thường cho thầy tế lễ món mình đã ăn, cộng với 1/5 giá trị món ấy. Thầy tế lễ không được xúc phạm đến tế lễ thánh người Israel dâng cho Chúa bằng cách cho họ ăn của lễ thánh mà mang tội phải dâng tế lễ chuộc tội. Ta là Chúa, đấng thánh hóa họ. Các lễ vật không được chấp nhận. Chúa phán dạy Môi-se, con nói với A-rôn, các con trai người và toàn dân Israel rằng, nếu có ai, dù người Israel hay là ngoại kiều sinh sống trong xứ, đem dâng một tế lễ thiêu cho Chúa, hoặc để làm thành một lời hứa nguyện, hoặc vì tự nguyện hiến dâng, người ấy phải dâng một con đực không tỳ vết trong bầy bò, bầy chiên hay bầy dê, thì thầy tế lễ ấy mới được chấp nhận. Đừng dâng con vật nào có tỳ vết, vì nó sẽ không được chấp nhận. Khi ai đem một con bò hay chiên làm sinh tế cầu an cho Chúa, để làm thành một lời hứa nguyện hoặc vì tự nguyện hiến dâng, con sinh tế phải không tỳ vết hay không khuyết tật mới được chấp nhận. Không được dâng cho Chúa con vật mù lòa, thương tích hay tàn tật, hoặc con vật có mụn cóc, ung nhọt hay ghẻ lở. Đừng bao giờ đem một con vật như thế lên bàn thờ để dâng cho Chúa làm của lễ thiêu. Tuy nhiên, con bò hay chiên có chân quá dài hay quá ngắn có thể dâng làm của lễ tình nguyện, nhưng không được chấp nhận nếu dâng để hoàn thành một lời hứa nguyện. Người không được dâng cho Chúa một con vật có hòn nang bầm, dập rách và thiến, không được làm điều này trong toàn xứ ngươi. Cũng không được nhận một con vật như vậy do một người nước ngoài dâng làm lễ vật cho Đức Chúa Trời, nhưng con vật đó sẽ không được chấp nhận vì chúng đã bị thương tích hay có khuyết tật. Chúa phán dạy Môi-se, một con bò, con chiên
hay con dê mới sinh ra phải ở với mẹ nó trọn 7 ngày. Đến ngày thứ 8 trở đi, nó có thể được chấp nhận làm của lễ thiêu dâng cho Chúa. Đừng giết bỏ mẹ hay chiên mẹ với con nó cùng trong một ngày. Khi dâng của lễ tạ ơn cho Chúa, phải dâng đúng cách để của lễ được nhập, phải ăn hết của lễ đó nội trong ngày, không được để còn thừa đến sáng mai. Ta là Chúa, phải giữ và làm theo mọi luật lệ ta. Ta là Chúa, không được xúc phạm đến danh thánh ta, vì ta phải được tôn thánh giữa toàn dân Israel. Ta là Chúa, đấng thánh hóa các ngươi. Ta đã đem các ngươi ra khỏi Ai Cập để làm Đức Chúa Trời các ngươi. Ta là Chúa.